Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Tôi là Mr. Đại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và thảo luận về một cái chủ đề mà gần đây tôi nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của quý khách hàng và các anh chị, những người đang có nhu cầu quan tâm đến cái việc đầu tư cái máy chiếu cho các cái dịch vụ, các cái nhu cầu của mình như là xem phim giải trí trong gia đình, sử dụng cho dạy học hoặc là sử dụng văn phòng và những cái quán cà phê, quán nhậu. Chủ đề hôm nay tôi xin phép được đưa ra để chúng ta cùng bàn luận và trao đổi, đó là chủ đề về cái máy chiếu Made in Việt Nam. Thì như các anh chị đã biết thì Việt Nam của chúng ta, cái nền công nghiệp của chúng ta đã phát triển rất là mạnh. Các cái hãng điện tử nổi tiếng như là Apple, Samsung, rồi LG và những cái tập đoàn điện tử nổi tiếng lớn của Nhật thì gần như đều có các cái sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, và các cái dòng chipset cao cấp của các tập đoàn như lớn như là Intel, Microsoft cũng phần lớn được sản xuất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì có nhiều anh chị hỏi rằng là một cái sản phẩm máy chiếu thì nó cũng là một cái sản phẩm điện tử bình thường thôi, và đã có nhà máy nào sản xuất ở Việt Nam hoặc là đã có công ty nào, model nào, hiệu nào được sản xuất tại Việt Nam hay chưa, và đó là những sản phẩm nào. Thì tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị rằng là hiện cho đến thời điểm hiện tại là vào tháng 8 năm 2021 thì hiện tại chúng ta chưa có bất cứ một cái nhà máy và một cái thương hiệu nào sản xuất máy chiếu tại thị trường Việt Nam, kể cả là những cái dòng máy rẻ tiền, máy mới có giá thành chỉ khoảng dưới 10 triệu đồng thì hiện tại cũng chưa có sản xuất, và thậm chí là cũng chưa có lắp ráp tại Việt Nam. Còn các cái linh kiện bên trong như là chip hoặc là LCD, mainboard thì tôi nghĩ chắc hiện tại cũng chưa có, tại vì những các cái nhà máy thì hiện tại được đặt tại các cái thị trường phổ biến như là Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines. Đó là những cái thị trường rất là tiềm năng và họ có sẵn cái nền tảng công nghệ cũng như là những cái nhà máy có sẵn ở đó rồi. Phần lớn các cái máy chiếu mà chúng ta nhập khẩu và chúng ta phân phối ở thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ là trên 70-80% là chúng ta xuất phát từ thị trường Trung Quốc. Một số dòng sản xuất từ trước năm 2010 thì có sản xuất tại Nhật, và sau 2010 thì phần lớn chúng ta đều sử dụng các cái sản phẩm tại thị trường Trung Quốc, một số tại thị trường Nhật, một số dòng thì sản xuất tại Indo, Philippines và Thái Lan. Và như tôi đã nói ngay từ lúc đầu là 100% là thị trường Việt Nam chúng ta chưa có bất cứ một cái sản phẩm máy chiếu nào. Các bạn có thể lên trên Google, các bạn search các cái từ khóa là máy chiếu Made in Việt Nam, máy chiếu Made in Việt Nam, thì tôi cam kết với các bạn rằng chắc chắn 100% tính đến thời điểm này thì chúng ta chưa có bất cứ một cái thương hiệu nào được sản xuất tại thị trường Việt Nam. Các cái hãng máy chiếu nổi tiếng như là Sony, Epson, Panasonic, BenQ, Hitachi, ViewSonic, Vivitech, Optoma, Casio thì gần như là đều sản xuất phần lớn thì tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, như các anh chị đã biết thì Trung Quốc được ví như là một cái công trường của thế giới. Tất cả những cái sản phẩm nổi tiếng, các cái sản phẩm điện tử mà phân phối đi hầu hết các cái quốc gia trên thế giới thì tôi nghĩ là chắc khoảng đến 70-80% là đều sản xuất tại thị trường Trung Quốc. Các cái sản phẩm tuy được sản xuất tại thị trường Trung Quốc hoặc là bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ theo các cái linh kiện cũng như là tiêu chuẩn sản xuất và tiêu chuẩn lắp ráp của các cái hãng. Do đó thì các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu mà chúng ta đã mua được một cái sản phẩm chính hãng thì chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của nó. Tại vì một cái hãng máy chiếu lớn, những cái hãng lớn như là Sony, Epson, Panasonic hoặc là Optoma thì khi đưa các sản phẩm ra thị trường thì họ đều cam kết về cái chế độ bảo hành cũng như là các cái chế độ hậu mãi tốt nhất cho chúng ta, cam kết về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái chất lượng linh kiện bên trong. Thì mỗi hãng đều có những cách làm sao đó để họ luôn giữ được chân khách hàng khi mà đã sử dụng sản phẩm của họ, chứ không có dạy gì mà họ đưa ra những cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà chất lượng kém để họ bán, họ đánh đổi cái thương hiệu họ đi. Tôi nghĩ là không bao giờ có chuyện đó, thì ngoại trừ một số trường hợp khi mà chúng ta không may chúng ta mua phải những cái sản phẩm mà trong cái quá trình lắp ráp hoặc là quá trình vận chuyển nó lỗi, thì cái trường hợp đó là vẫn có, không thể không nói là cái hãng nào mà máy mới mà 100% đều đều ok được, không có hãng nào dám khẳng định điều đó. Tôi dám cam kết với anh chị rằng, tuy nhiên khi mà chúng ta mua máy từ những cái đơn vị uy tín, những cái thương hiệu uy tín thì bao giờ chúng ta cũng sẽ được
cung cấp và cam kết các cái chế độ bảo hành, đổi trả nếu trong trường hợp mà nó bị lỗi như thế nào đó thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nếu mà chúng ta mua các sản phẩm chính hãng. Thì qua đây tôi cũng chia sẻ với các anh chị rằng là để mua được một cái sản phẩm chính hãng thì chúng ta không có nên quan tâm nhiều về cái nguồn gốc xuất xứ, mà chúng ta chỉ quan tâm về các yếu tố như là, thứ nhất là về cái công nghệ này. Về cái công nghệ thì các anh chị lưu ý giùm tôi là có hai công nghệ, một là công nghệ 3 LCD và hai là công nghệ DLP, chỉ một trong hai công nghệ này thôi. Còn nếu mà các công nghệ họ chỉ ghi là LCD thì chúng ta không nên mua. Không nên mua. Cái lý do này tôi sẽ nói sau, mà chúng ta chỉ mua một trong hai công nghệ đó là DLP hoặc 3 LCD thôi. Còn công nghệ mà LCD thì chúng ta không nên mua, thì lý do tôi sẽ trình bày sau. Cái thứ hai đó là hãng. Thì chúng ta chỉ mua các cái hãng chính hãng thôi, như Sony, Epson, Panasonic, Optoma, BenQ, ViewSonic, VVTech, Casio, vân vân, và rất nhiều hãng. Đó. Và cái thứ ba nữa là anh chị lưu ý là hiện tại máy mới thì giá thành của một cái máy mới hiện tại thì chắc chắn tối thiểu thì nó phải dao động từ khoảng 8 triệu trở lên. Đó, đây là cái giá tham khảo. Chứ thường thường là không có cái giá mức giá dưới 8 triệu, có thể có nhưng mà không ít, không có nhiều. Và cái giá trung bình của một cái sản phẩm thì nó dao động khoảng từ 10 đến 15 triệu. Cao cấp hơn thì nó khoảng từ 15 đến 20 triệu nha các anh chị. Đó, còn các cái dòng sản phẩm như 4K thì nó dao động khoảng từ trên dưới 40 triệu. Đó. Tầm này là ok này, 4K là khoảng trên dưới 40 triệu là ok. Tất nhiên chúng ta còn nhiều cái lựa chọn khác, tuy nhiên thì đây là ba cái yếu tố mà các anh chị căn cứ vào để lựa chọn một cái sản phẩm chính hãng. Thứ nhất là cái công nghệ, chỉ lựa chọn một trong ba cái công nghệ, hai công nghệ thôi. LCD, 3 LCD hoặc là DLP. Rồi, hãng chúng ta lựa chọn các sản phẩm chính hãng như tôi đã liệt kê ở đây, và các anh chị có thể tham khảo thêm trên cái trang web là maychiếugiarẻ.vn. Và cái thứ ba đó là chúng ta căn cứ vào cái mức giá máy mới. Thì hiện tại tôi xin chia sẻ cái mức giá tham khảo thì cái máy mới tối thiểu chúng ta phải từ 8 triệu trở lên thì thường mới là máy chính hãng các anh chị. Tất nhiên để mua được một cái sản phẩm chính hãng thì chúng ta phải gộp cả ba cái yếu tố này lại thì mới là điều kiện đủ. Thì còn chỉ một trong ba điều kiện thì chỉ là mới là điều kiện cần thôi. 1, 2 là và 3 thì mới là điều kiện đủ. Thì khi chúng ta mua điều kiện đủ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, vì chúng ta đã có được một cái sản phẩm chính hãng với chế độ bảo hành và nó thuộc một trong hai cái công nghệ này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên thì đối với một sản phẩm chính hãng thì giá thành bao giờ nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm mà chúng ta mua nó không có rõ nguồn gốc hoặc là nó không thuộc một trong hai công nghệ này. Như vậy hôm nay tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn được một cái vấn đề, đó là nguồn gốc xuất xứ của máy chiếu và máy chiếu có được sản xuất tại thị trường Việt Nam hay không. Và cái câu trả lời rõ ràng là hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không có bất cứ một cái hãng nào sản xuất tại thị trường Việt Nam. Đó, tôi cam kết với anh chị luôn. Và các cái thương hiệu máy chiếu chính hãng thì các anh chị cứ lựa chọn trên cái trang web là maychiếugiarẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Tất cả các sản phẩm này đều là sản phẩm chính hãng các anh chị. Đó. Nếu các anh chị cần trao đổi hoặc là có thêm những thông tin gì thì hãy để lại những cái nội dung comment phía bên dưới này. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Kênh review máy chiếu trên YouTube là kênh Máy chiếu VNPC. Ở trên cái trang web là maychiếugiarẻ.vn thì chúng tôi có đội ngũ các cái kỹ thuật viên, chuyên viên tư vấn về máy chiếu và luôn luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.